Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Tin Mới. Và ngay sau đây sẽ là những thông tin mới nhất về tình hình chính trị xã hội được cập nhật liên tục trong 24 giờ qua. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, kể từ ngày cuối tháng trước, các khu vực dọc trung và hạ lưu sông Dương Tử, sông Giang Hoài và phần phía đông của Giang Nam đã trải qua những trận mưa lớn nhất kể từ mùa lũ. Trong khi đó, trong 6 ngày qua, hầu hết Giang Hoài, Trung và Đông Giang Nam, Bắc Giang Nam và Bắc Trùng Khánh, Đông và Nam Quý Châu, Bắc và Đông Nam Quảng Tây và những nơi khác đo được lượng mưa từ 150 đến 350mm. Miền Trung và miền Nam An Huy và Tín Dương, Hà Nam, Nam Kinh, Thường Châu, Thái Châu, Giang Tô, Nghi Xuân, Cửu Giang, Giang Tây, Nghi Dương và Nhạc Dương, Hồ Nam, Cảng Phòng Thành, Quảng Tây và các khu vực khác lượng mưa đo được từ 400 đến 600mm, phía Bắc quận Hồng An lượng mưa là 809mm, phía Nam Hồ Bắc lượng mưa là 674mm, còn lại diện tích các khu vực có lượng mưa đo được trên 100mm và khoảng 500.000 km2. Kể từ đầu tuần qua, ở Trung và Hạ Lưu sông Dương Tử, Giang Tô, An Huy, Giang Tây, Hà Nam, Hồ Bắc, Hồ Nam, Quảng Tây, Trùng Khánh đã gây ra lũ lụt, mưa đá, lở đất và các thảm họa khác, trong đó có 26,769 triệu người bị ảnh hưởng ở 373 quận, huyện và của 11 khu tự trị và thành phố ở Tứ Xuyên, Quý Châu và Vân Nam, 140 người thiệt mạng, 41 người mất tích, 1,624 triệu người phải di chuyển và tái định cư khẩn cấp và 760.000 người phải cần hỗ trợ cuộc sống khẩn cấp, 49.000 ngôi nhà bị sập, 297.000 ngôi nhà bị hư hại ở các mức độ khác nhau, diện tích cây trồng bị ảnh hưởng bởi thiên tai là 2,3 triệu hectare. Trong đó 445.800 ha bị mất trắng, thiệt hại kinh tế trực tiếp là 48,18 tỷ nhân dân tệ. Theo báo cáo của Sở Nội chính tỉnh Giang Tô, 813.000 người ở 44 quận huyện thuộc 10 thành phố, bao gồm Nam Kinh, Vô Tích và Từ Châu đã bị ảnh hưởng bởi thiên tai. 79.000 người đã được di chuyển và tái định cư khẩn cấp và hơn 3.400 người cần cứu hộ khẩn cấp, hơn 800 ngôi nhà bị sập và 172,5 nghìn ha cây trồng bị ảnh hưởng. Trong đó, 19,5 nghìn ha bị mất trắng, thiệt hại kinh tế trực tiếp là 2,26 tỷ nhân dân tệ. Theo báo cáo của Sở Nội vụ tỉnh An Huy, 7,415 triệu người bị ảnh hưởng ở 50 quận huyện tại 10 thành phố, bao gồm Hợp Phì, Masan và Thông Linh, và 20 người chết. Trong số đó, 10 người chết do sạt lở đất đá vùi lấp, 5 người chết do sập nhà, 4 người chết đuối, 1 người thiệt mạng do sét đánh, 3 người mất tích, 588.000 người phải di rời khẩn cấp, 209.000 người cần hỗ trợ khẩn cấp cứu tính mạng, 14.000 ngôi nhà bị sập, 95.000 ngôi nhà bị hư hỏng ở các mức độ khác nhau, 609,4 nghìn hecta cây trồng bị ảnh hưởng, trong đó 166,4 nghìn hecta bị mất trắng, thiệt hại kinh tế trực tiếp là 17,24 tỷ nhân dân tệ. Theo báo cáo của Sở Nội vụ tỉnh Giang Tây, 1,153 triệu người tại 26 quận huyện của 6 thành phố gồm Nam Xương, Cảnh Đức Trấn, Cửu Giang bị ảnh hưởng, một người bị vùi lấp và chết do sạt lở đất, 43.000 người di rời tái định cư khẩn cấp, còn 36.000 người cần hỗ trợ khẩn cấp về đời sống, hơn 1.800 ngôi nhà bị sập, hơn 2.900 ngôi nhà bị hư hỏng ở các mức độ khác nhau. Diện tích hoa màu bị ảnh hưởng là 78,4 nghìn ha, trong đó diện tích lúa bị thiệt hại là 15,2 nghìn ha bị mất, thiệt hại kinh tế trực tiếp là 1,4 tỷ nhân dân tệ. Theo báo cáo của Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam, 128.000 người đã bị ảnh hưởng bởi thảm họa ở 8 quận, huyện tại 4 thành phố bao gồm Pingdingshan, Yaoju và Xinjiang và 6 người đã chết trong số đó, 4 người thiệt mạng do sập nhà, 1 người thiệt mạng do sạt lở vùi lấp, 1 người chết đuối, hơn 9.000 người phải khẩn trương di rời, tái định cư và hơn 400 người cần hỗ trợ khẩn cấp về y tế. Gần 1.200 ngôi nhà bị sập, gần 2.600 ngôi nhà bị hư hỏng ở các mức độ khác nhau. Diện tích hoa màu bị thiệt hại là 9,1 nghìn ha, trong đó mất trắng 1,5 nghìn ha, thiệt hại trực tiếp về kinh tế là 4,6 tỷ đồng. Theo báo cáo của Sở Nội vụ tỉnh Hồ Bắc, 10,901 triệu người ở 83 quận huyện thuộc 13 thành phố, quận tự trị bao gồm Vũ Hán, Hoàng Thạch và Thập Yển đã bị ảnh hưởng. 47 người chết, trong đó 19 người chết đuối, 8 người thiệt mạng do sập công trình, 8 người thiệt mạng do nhà sập, 10 người thiệt mạng do sạt lở hố chôn lấp, 1 người thiệt mạng do sét đánh, 1 người thiệt mạng do sạt lở đá và 10 người mất tích.
453.000 người phải di rời khẩn cấp, 313.000 người cần hỗ trợ khẩn cấp về y tế, 19.000 ngôi nhà bị sập và 50.000 ngôi nhà bị hư hại ở các mức độ khác nhau, 1.026.800 ha hoa màu bị ảnh hưởng, trong đó 180.400 ha bị mất trắng, thiệt hại kinh tế trực tiếp là 15,81 tỷ nhân dân tệ. Theo báo cáo của Sở Nội chính tỉnh Hồ Nam, 4,964 triệu người đã bị ảnh hưởng bởi thiên tai ở 62 quận tại 10 thành phố tự trị bao gồm Trường Sa, Chu Châu và Thiệu Dương. Có 11 người đã chết, trong đó 8 người thiệt mạng do sạt lở đất vì vùi lấp và 2 người bị vùi lấp do sập công trình, 1 người bị vùi lấp do đuối nước, 1 người mất tích, 330.000 người phải di rời và tái định cư khẩn cấp. 159.000 người cần hỗ trợ y tế, hơn 6.400 ngôi nhà bị sập, 92.000 ngôi nhà bị hư hại ở các mức độ khác nhau, diện tích cây trồng bị ảnh hưởng là 298,6 nghìn ha, trong đó 54,7 nghìn ha bị mất trắng, thiệt hại kinh tế trực tiếp là 7,97 tỷ nhân dân tệ. Theo báo cáo của Cục Dân chính Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, 50.000 người đã bị ảnh hưởng bởi thảm họa tại 6 quận huyện Liễu Châu, Phang Trang Gai và Hen Chi. Gần 900 căn nhà bị hư hại ở các mức độ khác nhau. Diện tích hoa màu bị ảnh hưởng là 2,2 nghìn ha, trong đó 400 ha bị mất trắng, thiệt hại kinh tế trực tiếp hơn 64 triệu nhân dân tệ. Theo báo cáo của Cục Nội vụ Trùng Khánh, 525.000 người đã bị ảnh hưởng bởi thiên tai ở 24 quận huyện bao gồm Gwangju, Yanglongpo và Bebe, và 9 người thiệt mạng, trong đó có 3 người thiệt mạng do sạt lở đất chôn lấp, 2 người thiệt mạng do đuối nước và 1 người thiệt mạng do rơi từ trên cao xuống, 1 người thiệt mạng do cây đổ, 1 người thiệt mạng do sập nhà, 1 người thiệt mạng do đá sạt lở, 2 người mất tích. 20.000 người được di rời khẩn cấp và tái định cư, hơn 4.900 người cần hỗ trợ khẩn cấp, hơn 1.800 ngôi nhà bị sập, hơn 5.600 nhà bị hư hỏng ở các mức độ khác nhau. Diện tích cây trồng bị ảnh hưởng là 21,7 nghìn ha, trong đó 3,6 nghìn ha bị mất, thiệt hại kinh tế trực tiếp là 610 triệu nhân dân tệ. Theo báo cáo của Cục Nội chính tỉnh Tứ Xuyên, 42.000 người ở 18 quận huyện trong 9 thành phố quận tự trị bao gồm Phan Chi Hua, Wangjuan và Lê San đã bị ảnh hưởng bởi thảm họa, 1 người thiệt mạng do đuối nước, hơn 3.000 người phải di rời và tái định cư khẩn cấp và hơn 300 người cần hỗ trợ khẩn cấp về y tế, hơn 2.900 ngôi nhà bị sập, hơn 2.900 ngôi nhà bị hư hỏng ở các mức độ khác nhau, 2.800 ha hoa màu bị ảnh hưởng, trong đó gần 600 ha bị mất trắng, thiệt hại kinh tế trực tiếp là hơn 59 triệu nhân dân tệ. Theo báo cáo của Sở Nội vụ tỉnh Quý Châu, 663.000 người bị ảnh hưởng ở 41 quận trong 9 thành phố quận tự trị bao gồm Quý Dương, Liu Panshui và Yunji và 44 người chết trong số đó, 41 người thiệt mạng do sạt lở vùi lấp và 2 người chết đuối, 1 người thiệt mạng do lở đá vùi lấp, 17 người mất tích, 109.000 người phải di rời và tái định cư khẩn cấp, 30.000 người cần hỗ trợ khẩn cấp, hơn 3.300 căn nhà bị sập, 31 căn nhà bị tốc mái, bị thiệt hại ở các mức độ khác nhau. Diện tích hoa màu bị ảnh hưởng là 17,5 nghìn ha, trong đó 3 nghìn ha bị mất trắng, thiệt hại kinh tế trực tiếp là 2,08 tỷ nhân dân tệ. Theo báo cáo của Sở Nội vụ tỉnh Vân Nam, 115.000 người bị ảnh hưởng tại 11 quận trong 7 thành phố tự trị bao gồm Huijin, Yao Chong và Lệ Giang, hơn 10 người mất tích, hơn 3.300 ngôi nhà bị hư hại ở các mức độ khác nhau, diện tích hoa màu bị ảnh hưởng là 36.000 ha, trong đó hơn 400 ha bị phá hủy, thiệt hại kinh tế trực tiếp là 230 triệu nhân dân tệ. Thưa quý vị, Tân Hoa Xã đưa tin tại Bắc Kinh mưa to, mưa lớn và mưa cực lớn, lũ lụt hiếm gặp, đê lấn biển bị vỡ, phản ứng cấp 3 được nâng lên phản ứng cấp 2. Công tác cứu trợ lũ lụt và thiên tai đang bắt đầu ở 10 tỉnh phía Nam. Hiện tại, mực nước trên hơn 110 sông vượt mức cảnh báo, một số sông vượt lũ lịch sử năm 1998. Hôm thứ Hai tuần này, sông Tây Giang ở Quảng Tây lần đầu tiên xảy ra lũ vượt mức cảnh báo kể từ khi bước vào mùa lũ. Lũ lụt đã nhấn chìm một phần Lujishu, một danh lam thắng cảnh nổi tiếng ở Tương Giang, Hồ Nam. Sông Phù Hề, con sông lớn thứ hai ở Giang Tây đã vỡ đê Trường Khai, khiến hàng chục nghìn người ở các thị trấn hạ lưu bị mắc kẹt và ảnh hưởng đến 100.000 người. Vào sáng thứ Tư, chiều dài của đoạn đê vỡ đã kéo dài 400 mét.
vào hôm thứ Tư tại đê Trường Khai ở thị trấn Lugen, nơi bị mắc kẹt do vỡ sông Phù Hề ở tỉnh Giang Tây. Toàn bộ thị trấn bị ngập chìm trong biển nước, đường xá, đất canh tác ngập đến trên tầng 2. Đồng chí phụ trách Bộ Tư lệnh Quốc phòng tại hiện trường vụ vỡ đê sông Phù Hề ở Giang Tây cho biết, chế độ nước năm nay có 3 đặc điểm. Thứ nhất, mực nước lũ của các sông chính lớn, một số sông vượt qua năm 1998. Sông Tân Cương và sông Phù Hề ở Giang Tây đã trải qua lũ lụt thảm khốc, vượt quá các ghi chép trong lịch sử với chu kỳ 50 năm lặp lại. Sông Minh Giang ở Phúc Kiến trải qua trận lũ lụt 30 năm mới có một lần. Thứ hai, lũ lụt trên nhiều sông. Mưa lớn gây ra lũ lụt kể từ giữa tháng trước trên ba lưu vực sông là sông Dương Tử, sông Minh Giang và sông Suy Giang. Hơn 110 con sông ở Giang Tây và Phúc Kiến đã trải qua lũ siêu cảnh báo và 9 con sông đã trải qua lũ vượt kỷ lục lịch sử. Thứ ba, 11 con sông lớn ở phía Nam bao gồm sông Minh Giang, sông Shen Giang và sông Yishui đồng thời bị lũ lụt, điều hiếm thấy trong những năm gần đây. Ông Sun Jun, trưởng dự báo Đài khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, kể từ mùa lũ đến nay, riêng khu vực phía Nam đã xảy ra 10 đợt mưa lớn diện rộng liên tiếp. So với trước đây, mưa lớn cục bộ ở miền Nam nước này dữ dội hơn và kéo dài hơn. Một số khu vực ở Quảng Tây, Quảng Đông, Hồ Nam, Giang Tây và các tỉnh khác liên tục bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Lượng mưa ở một số khu vực lên tới hơn 50%. Sau vụ vỡ đê Phù Hề, Doãn Hoàng, Bí thư Tỉnh ủy Giang Tây nhấn mạnh, ưu tiên hàng đầu là cứu người. Sau khi vật lộn với công tác giải cứu người dân, đến 11 giờ ngày thứ Tư có 88.000 người dân đã được di dời, tái định cư khẩn cấp. Thảm họa đã gây sốc và cứu trợ thảm họa là khẩn cấp. Tính đến nay, tổng số người bị ảnh hưởng do lũ lụt cả nước năm nay là 59,43 triệu người, 37,2 triệu hecta hoa màu bị ảnh hưởng, 364 người chết, 147 người mất tích, 339.000 ngôi nhà bị sập, thiệt hại kinh tế trực tiếp khoảng 66,5 tỷ nhân dân tệ. So với cùng kỳ năm trước, diện tích cây trồng bị ảnh hưởng, số người bị ảnh hưởng, số người chết và thiệt hại trực tiếp về kinh tế đều cao gấp đôi. Tại huyện Lệ Xuyên, tỉnh Giang Tây, hơn 22.000 người bị lũ bao vây. Đội cứu hộ khẩn cấp đã mang theo hơn 200 thuyền xung kích và thuyền cao su để giải cứu những người bị mắc kẹt. Lũ lụt đã làm ngập tòa nhà giảng dạy của Fujian Yangyang No. Vừa rồi là những thông tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật. Quý vị và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh và ấn vào nút chuông để nhận những thông tin mới nhất về video của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo của chương trình.